Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bộ Công an ngày 28 tháng 10 phát đi thông tin cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Thông tin từ báo Vietnamnet. Theo Bộ Công an, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định các nội dung sau. Thứ nhất, trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMC, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Thứ hai, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng. Làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can Nguyễn Thiện Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 28 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 34KLVPCQCSDT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2, điều 221 và khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos. Ngày 23 tháng 6, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 15 người liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thổi giá cổ phiếu. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, trong đó có 2 người là nhân viên của tập đoàn gồm Đỗ Thị Huyền Trang, Phó trưởng phòng kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Nguyễn Thị Nga, nhân viên ban kế toán. 5 người bị khởi tố thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS gồm Nguyễn Thị Thanh Phương, trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Nguyễn Thị Thu Thơm, nguyên phó trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Bùi Ngọc Tú, phó trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Trần Thị Lan, kế toán trưởng, Quách Thị Xuân Thu, kế toán trưởng. Một số người là lãnh đạo, nhân viên của các công ty con thuộc FLC bị khởi tố gồm Trịnh Văn Đại, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Pharos, Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển FLC Homes, Trịnh Tuân, trưởng phòng vật tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land, Hoàng Thị Huệ, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ số FLC, Trịnh Văn Nam,
nguyên nhân viên công ty cổ phần hàng không Che Việt, Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên phòng vật tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land. Những người còn lại bị khởi tố gồm Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, Nguyễn Thị Hồng Dung, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tất cả những người trên đều bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với cả 15 người. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 15 người. Trong số 15 bị can này, có nhiều người có mối quan hệ thân thiết, có người là cha, con, có người là vợ chồng, nay cùng bị khởi tố vì có vai trò đồng phạm trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Vụ án liên quan đến cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố đến nay đã hơn một năm. Ban đầu, 5 người bị bắt về tội thao túng giá chứng khoán gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp công ty cổ phần tập đoàn FLC, Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC, Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS. Cuối tháng 6 năm 2022, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Kiều Dung. Hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Liên quan hành vi này, cơ quan điều tra xác định các bị can đã có hành vi tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương đương với 430 triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng Pharos. Khi công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, cựu chủ tịch FLC đã bán toàn bộ số cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên mình và tên 5 cá nhân khác, thu được hơn 6.400 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết đã rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu để chiếm đoạt. Còn về hành vi thao túng giá chứng khoán, kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với bị can Quyết, Cơ quan Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC. Hai em gái của bị can Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán thuộc ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn FLC cũng bị khởi tố bổ sung tội danh nêu trên. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Quyết và các bị can. Trước đó, ngày 29 tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cùng hành vi này, Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban Kế toán Tập đoàn FLC. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá 24.050 đồng một cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 với giá 22.586 đồng một cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỷ đồng,
thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, thông tin cho biết Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định miễn tư cách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trịnh Văn Quyết, luật sư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Tập đoàn FLC, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Smixi từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, ghi nhận của báo Người Lao Động. Trước đó, ngày 5 tháng 4 năm 2022, trao đổi với báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra C01 vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS về tội thao túng thị trường chứng khoán. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn. Bà Nga là em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Các tài khoản nêu trên đã tham gia 28 trên 28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường, đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 11.650 đồng một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá 24.050 đồng một cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng một cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!